À, vậy thì trước tiên em xin chào bà con cô bác ha. Thì trước khi vào vấn đề thì em xin nói cho bà con cô bác một cái bài thuốc thế này nè. Thì cái bài thuốc rau dừa này thì bà con cô bác cũng biết rồi, nhưng mà bây giờ em chỉ rõ là cho bà con cô bác biết nè. Thì cái rau dừa là cái rau dừa cơm, rau dừa mình ăn ha. Cái dừa nói chung là rau dừa lá tròn á, rau dừa lá tròn vậy nè. À, lá tròn nha chứ không phải lá dài nha, có hai loại. Rau dừa trâu, rau dừa, lá tròn. Đây là rau dừa lá tròn nha. Thì bà con cô bác đắp bú cổ á, thì nữ thì 9 đọt, nam thì 7 đọt. Nó có 3 món. Một cái món thứ hai là con ốc, con ốc bu. Thì hôm qua em mua con ốc, con ốc bu nó đen. Thì nói chung ốc bu thì nó, ốc lát mình á, thì có hai loại. Một loại thì thiên nhiên á, thì nó người ta mò thì nó đen. Còn ốc ta nuôi thì nó vàng vàng trắng trắng, phải không? Hôm qua mua con ốc đen này sớm có cái anh kia cứ ảnh đi kiếm con ốc mà đen là ảnh mới chịu, khổ ghê. À, là món thứ ba là muối. Hôm qua thì em có hướng dẫn cho bà con cô bác là mỗi lần đắp á, là một muỗng cà phê muối, nhưng mà có chị kia lại nói hỏi lại thì chị nói là thôi ít muối thôi, nhiều quá thì nó sẽ bị rát cái mặt. Nên bây giờ bà con mỗi lần đắp á, thì bà con cứ 1/3 muỗng cà phê muối thôi ha. 1/3 muỗng cà phê muối. Và bà con tại vì cái đọt nè, tức nói cái đọt đôi khi có cái đọt dài một cái đọt ngắn á, thì bà con nếu mà thấy ít thuốc á, thì bà con bớt thuốc lại ha. Thấy nó dài quá thì bà con ở bên thấy bà con thấy nó dài, cái đọt dài quá thì bà con thêm miếng muối. Còn nếu mà ít cái đọt mà nó ngắn á, ngắn giống gì ra, nó ngắn giống gì nè, thì bà con bớt muối lại ha. Nói lại một lần nữa, ốc á thì chúng ta cái bài thuốc này nó có ba món, em nói vòng vòng hoài hả bà con bác. Bài thuốc này á thì có ba món. Thứ nhất á là rau dừa ăn, rau dừa cơm á, rau dừa lá tròn. Thứ hai là ốc, con ốc lát, là ốc bu á. Thứ ba là muối hột. Rau dừa thì nam á thì 7 đọt, nữ thì 9 đọt. Còn ốc á thì mỗi lần đắp chúng ta lấy 3 con. Chúng ta bỏ cái mài, bỏ cái mình, bỏ bỏ cái mài, bỏ cái ruột, chỉ lấy cái mình. Cái mình á, con ốc á, thì bà con cô bác bầm nhừ tử, nhừ như tương luôn. Xong. Bà con cô bác là bỏ vô cái thố hoặc cái nồi gì đó đâm. Với thêm 1/3 muỗng muối nữa. À, muối hột của mình. Muối hột thì bà con cô bác rang khi nào hết nổ lóc bóc thôi. Chúng ta bỏ trong keo rồi múc á. Mỗi lần đâm chúng ta múc vô. Còn ốc thì bà con cô bác cứ mua về rộng đi, nó không chết đâu. Nó cỡ 10 ngày nó không chết. Thì em gửi cho bà con cô bác thế này. Một thùng như thế này nè. Một thùng gì là đắp được hai người. Hai người trong vòng một tuần. Em đếm rồi luôn á. Em đếm rồi, một thùng vậy là hai tuần. Nếu mà con có bác nghĩ coi, nếu mà gửi đắp luôn hai tuần thì bảo đảm thứ nhất là nó thúi, thứ hai là cái thùng này không bao giờ hết ha. Nhưng mà không bao giờ thiếu đâu con có bác. Em có bỏ vô thêm rất là nhiều, như là em đếm đủ rồi, em bỏ thêm 2-3 bụm, 2-3 nắm gì bỏ thêm á. Đây thì hôm nay em gửi cái này là gửi Sài Gòn nè. Còn ở trong đó em chút nữa em đóng thùng, sáng mai em gửi Bình Dương. Thì nói là cho bà con cô bác biết, nó là bây giờ em có hôm hổm thì có mấy anh chị ở Bình Dương á gọi Tấn, thì Tấn nói không có xe, nhưng thì giờ Tấn phát hiện được có xe chạy Bình Dương. Thì giờ bà con cô bác nào ở Bình Dương thì gọi cho Tấn cái số điện thoại có bể để bên dưới nha, rồi Tấn sẽ gửi đi cho bà con cô bác. Thì Bình Dương á thì Tấn không có biết xe ôm nha. Thì bà con ở Bình Dương thì Tấn sẽ gửi xe đò tới bến xe Bình Dương, rồi con cô bác đến đó lấy nha. Tại vì Sài Gòn thì Tấn đi lấy đồ hoài đó, Tấn biết số Honda ôm với quen, còn Bình Dương Tấn không có quen. Thì bà con cô bác có với cái này nè, anh chị nào á mà ở quê của anh chị mà anh chị phát hiện cái đám rau dừa này á, thì mấy anh chị làm ơn ha, mấy anh chị bình luận bên dưới cho em này, nói ví dụ chỗ em cũng có rau dừa này nhiều lắm. Con cô bác biết chi không, để khi mà Tấn xin cái địa chỉ, khi nào bà con cô bác gọi á
gọi cho Tuấn mà cái người đó gần cái người chỗ có rau dừa, đừng Tuấn chỉ lại đó, lấy cho nó gần, khỏi gửi cho vòng cho nó xa. Nhà bà con của bác nào có rau dừa này nhiều bình luận bên dưới cái Tuấn vô Tuấn xin địa chỉ. Tại vì Tuấn thì nhiều người gọi đó, khắp nơi luôn rồi, nên Tuấn xem ai là gần cái địa chỉ nhà của chú đó có rau dừa thì Tuấn sẽ điện cái người đó chạy nó lấy cho nó gần ha. Thì hôm nay gì đây, hôm nay Tuấn gửi đi, Tuấn rất là kỹ nha. Nè, ở dưới Tuấn bỏ một thùng hai cục nước đá, Tuấn lót một miếng lá chuối ha. Tại vì thứ nhất là cho cái rau dừa nó không có đụng với cái thùng á, không có đụng với cục nước đá, sợ nó bị héo, bị giống như bị ấy á, bị thúi gì á, bị úng á, nên có lót miếng lá chuối nè, coi cục nước đá đó. Thì Tuấn, anh chị cũng có nói với Tuấn là xin một thùng đựng có vài cọng về cho mấy chị ghim á. Thì cái rau dừa này là cái loại cỏ mà, nên là có anh chị để ở đâu cũng sống được. Đây nè, một thùng bỏ một vài cọng vô, có rễ sẵn là cho anh chị. Chị chở nó, chị trồng luôn à. Đó, đây nè, chơi luôn. Rồi anh chị về, anh chị cái dũng nước nào mà anh chị á, mà bỏ vô nó cũng sống cho rau dừa nè. Nha, nhớ là rau dừa lá tròn này nè, đó, lá tròn nè. Chớ rau dừa trâu là chết quớt luôn á. Đó, gọi anh chị về cái này nè. Về thì mấy anh chị ngắt lại cái đọt ngoài này nha. Còn mấy cái ngánh này á, cứ để ngánh nó, đừng cho nó mới mọc ra đó, chúng ta ngắt cái đọt thôi. Ngắt cái đọt giống gì nè. Đó, ngắt vậy đó là mấy cái nhánh này tự đâm ra. Rồi. Rồi mà cái bài thuốc này thì em cũng cầu mong làm sao cho bà con cô bác hết bệnh nha. Đây. Hôm qua Tuấn nghĩ là một thùng là như vậy là Tuấn không có đếm á. Thùng gì để đắp được 2 tuần, nhưng không ngờ một thùng đầy như vậy là đắp chỉ được có 1 tuần à. Bà con cô bác nào một người thì em gỡ cái thùng nhỏ này ha, nhỏ này. Còn hai người thì em gỡ cái thùng bự, rồi có cái anh này cái nhà ba người thì gỡ cái thùng đầy chút. Ba thùng này là hai người, này là ba người nè. Còn này là một người. Vậy ha, mà bà con cô bác xem em đi hái rau dừa ha. Xin chào bà con cô bác ha. Giờ tiếp tục đi hái rau dừa cho bà con. Mà hôm nay hơi nhiều nha. Hôm nay gửi cho 5-6 người gì đó. Này hai đuối à. Thì có mấy anh chị hỏi Tuấn hồi nãy điện. Hôm qua tại Tuấn quay, Tuấn mua mấy con ốc bu mà đen đen đó. Ốc bu á, thì Tuấn nói ốc bu á thì có hai loại. Ốc bu nào cũng được, tại hôm qua Tuấn mua là con ốc bu nó thiên nhiên dưới ao của thiên nhiên á nên nó đen, còn ốc bu của bà con nuôi á thì nó vàng vàng với là kêu ốc lát đó. Cái anh đó anh cứ nói anh đi kiếm con ốc mà con ốc không có đen á. Trời ơi, ông gọi ông nói tao kiếm từ sáng giờ sao ốc của Tuấn đen, sao ngoài chợ toàn ốc trắng không à. Trời ơi, khổ ghê. Tức như là ốc đó là ốc lát đó, bà con kêu ốc lát đó, tính kêu ốc ốc bu đồ đó. Quay phim luôn thấy không, này con ốc bu ốc lát đó. Trời ơi, hai cái đó làm thứ đó. Quá, anh chị cứ nghĩ ốc bu đen là con ốc phải đen thui giống của Tuấn, đâu có phải. Con ốc mà bữa đó hôm qua tôi mua là ốc đen đen, còn ông này ra chợ mua ban ốc mà ta nuôi đó, cái đít hơi trắng đó. Ông đi kiếm phải có ốc đen cũng vậy, không chịu. Nhớ đừng có xịt ra, người ba cái rau dừa để tôi giải quyết cho bà con vài bữa nha. Giờ nhiều lắm, hôm nay gỡ
năm sáu người á, gỡ đi á. Đó, giờ tôi làm vài bữa là xong hết trơn. Ở chả anh hả? Không, cái là cái đám hởm hả? Đám bự chưa, đám bự chưa tốt nhiều đâu. Giờ hái ở đây trước đi. Đó, giờ hái hôm nay hái nhiều lắm. Đừng chứ lấy gì đừng. Chiều nay gỡ thùng nhỏ nhỏ, gỡ 5 thùng. Nên là hái phải nhiều nhiều. Ừ, hái dài dài lên, hết cái lên trên hầm nữa phải không? Không có hầm mấy cái này nè, mấy hè. Hầm cái hè nữa hả? À. Hầm cái hè này cái cục chảnh á. Nó cái hè này còn cục à. À, nó đằng đẵng cũng có, nó chảnh cũng có nữa phải không? Ngay chỗ cái đó, ngay chỗ cái đó bửng có cục bự lắm, nó mới xịt qua rồi. Xịt chi trời ơi. Trời ơi minh vong rồi. Xịt cho nó rồi để mai mốt qua cái ao dừa với hầm mai mốt lôi không nổi. Tôi hái bữa là xịt lũi luôn à. Vậy là xịt. Trời, vậy xịt thánh đám ổn không? Còn đám bữa chảng kìa, để tôi chừa cho. Ừ, chừa đó mới được. Với đám trên hầm trên cũng bữa chảng cho nó. Chưa đó, chưa để nó, để hái hết rồi em lên hầm cho anh đó. Hái đi, đỡ, hái đây cho đâm ra nè. Tôi mới đi sáng tôi ra ngoài, trưa tôi sáng tôi ra ngoài, tôi mới hay để hái gì nấu con chua. Ừ, nấu con chua ăn thầy luôn. Thuốc của người ta đắp mà ông đi nó nấu hết canh chua rồi hết của người ta sao? Ở trên đó nó non hơn đây, ở đây mình với mình ngắt phải ngắt gì nó mới ra đọt non, mình không ngắt nó không có ra đọt non. Dược dược cái với nước nó lên dược dược rồi nó dược theo quá non. Thì đó vậy. Mà chỗ người ta không có mới chết đó chứ. Dạ hôm nay không có bán được mớ cà na nào hết trơn hả? Hôm nay không có bán mớ cà na nào hết trơn hả? Mấy cây bán buôn ai, bán ai không? Để ăn không à, minh không à. Chút là ăn mới đông mới chấm thật là bến ăn. Bự bự không à? Ừ, để đây. Cây nào cũng có trái trơn á. Trái dưới chân mập mập giả rồi. Hôm nay cái ông này ông kêu ông ngưng đừng có xịt thuốc đó. Chứ ông xịt một cái không dặn, ông xịt một cái chỗ rủi luôn bà con là chết vớt luôn. Là kia ông chưa chừa đó nè. Vậy mà hôm qua ông xịt hết một đám rồi. Dặn người ta, mình chưa có dặn. Rồi em nói thì cho bà con bác cái này, bữa thì em có mấy anh chị ngoài Bình Dương á gọi cho Tứng. À, bữa nay Tứng phát hiện ra được có một chiếc xe đi Bình Dương. Thì bà con của bác nào ở Bình Dương cũng có thể là Tứng gọi cho Tứng, Tứng gửi đi cũng được nữa nha. Thì Sài Gòn, Long An, Bình Dương. Còn vài bữa nữa mà được cái xe nào nữa thì Tứng thông báo tiếp. Hiện giờ là đi Bình Dương được rồi đó. Hôm nay có nhiều cô bác anh chị gọi ở Bình Dương gọi Tứng dữ lắm ạ. Mà Tứng nghĩ là không có xe mà bữa nay có xe rồi. Bây giờ một thùng Tứng sẽ gửi cho bà con cô bác một mớ gốc và rễ cho bà con cô bác trồng luôn. Bà con cô bác kêu vậy đó, gửi cho có rễ cho trồng luôn, chút Tứng bỏ một thùng dài cộng có rễ cho trồng luôn. Ương luôn kìa, mai mốt cho nhà cũng có cho nó dễ. Chỉ có cái này nè, bà con cô bác anh chị nào mà có cái chỗ á, cái chỗ nơi của anh chị có cái rau này nè mà nhiều quá cô bác anh chị xài không hết á, cô bác anh chị bình luận vô cái video cho em nha. Tại vì á
khi mà cô bác anh chị nào gọi Tứng á, mà thí dụ Tứng thấy là cái người gọi đó gần á, gần cái người có rau dừa đó đó, Tứng chỉ cho bà con lại đó chỗ gần, Tứng khỏi gỡ á. Bây giờ bà con cô bác nào mà chỗ địa phương mà có rau dừa nhiều á, nhớ bình luận cho Tứng, rồi Tứng xin cái địa chỉ ở đâu á, khi nào bà con nào mà gọi Tứng mà có gần á, Tứng xem á. Như hôm hôm có mấy anh chị ở gì Long An cũng trên Hậu Nghĩa rồi ở ngoài Bình Đồng Nai nữa, để Tứng xem cái anh chị nào gần á. Thí dụ có cái cô nào ở gần Hậu Nghĩa là Long An, Đức Hòa Long An á, thì chạy lại cho đó gần. Còn cô nào gần ví dụ chỗ kia đó, mà chỗ nào Tứng gửi không được á thì chạy lên đó cho nó gần, mà cái chỗ nào Tứng gửi được cũng vậy nữa, mà cái chỗ đó có bà kế bà con khi bên này bà con ở ngoài ruộng không à, cô bác anh chị là ta đi ruộng nhiều á, đi ruộng nhiều mới thấy thôi, chứ cô bác anh chị đi làm công ty được đâu có ba cái này đâu, ba này móc một mọc một ruộng mà đồ không à. Là chút em sẽ về em hướng dẫn chi tiết lại cái vụ mà ấy rồi nè, sớm chị kia gọi lên đó, biểu Tứng muối thấy lấy ít lại thôi, là để chút về em làm, nói lại cho bà con, muối thì lấy chừng 1/3 muỗng cà phê thôi, với đọt rau dừa thì nó có nhiều loại ha, thí dụ chín đọt mà cái đọt nó ngắn, như đọt dài gì thì 1/3 được, còn đọt ngắn thì chúng ta bớt bớt muối lại. Hôm nay là Tứng hái chắc tới chiều luôn rồi, tới trận vàng luôn mới xong á. Hái xong đừng đi gửi cho đóng thùng, gửi địa chỉ là gửi cho bà con. Hôm nay nhiều lắm. Mà toàn một nhà hai ba người không à. Ghê thì chắc bú gì ghê thiệt. Hôm nay chiều nay gửi 6 người. Mà có một người là có một gia đình một người à. Còn nhiêu 2 người, 3 người. Không, tại vì á thì khi mà bà con kêu Tứng gửi á thì bà con nhớ nói Tứng là một nhà gia đình mấy người, đừng Tứng biết á, thí dụ 2 người thì Tứng gửi nhiều, một người thì Tứng canh đủ thôi, còn cái gửi thì Tứng nhắm hướng nhắm đại dư dư vậy đó, mà nếu có thiếu thì bà con gọi Tứng gửi lại thêm, chứ cái này đôi khi gửi một lần cũng để lâu quá cũng không được. Quay đại đi, chừng nào tôi nghĩ nói thì tắt. Bây giờ em chỉ quay nói với bà con vậy đó ha. Thứ nhất lại nói nhắc lại, bà con nào bây giờ ở Bình Dương thì gọi em cũng gửi được. Bà con nào ở thành phố Hồ Chí Minh, Long An, còn những bà con ở chỗ khác á thì gửi không được, tại vì cái này á là ship không có được. Ship anh shipper anh làm cái đề tiêu luôn á, anh gửi 3-4 ngày mới tới thì sao mà được. Với bữa trước á thì có mấy anh chị ở ngoài Bình Dương á gọi Tứng. Tứng đó Tứng chưa có biết là có xe Bình Dương. Giờ Tứng biết có xe Bình Dương rồi. Ở ngoài Bình Dương thì Tứng không có biết số xe Honda ôm nha. Bà con cô bác nào nếu gỡ Bình Dương là bà con cô bác phải chạy lại, khi mà xe nó chạy là bà con cô bác phải chạy lại cái bến xe bà con lấy nha. Tại vì Sài Gòn á, tại Tứng lên Sài Gòn mua đồ hoài à. Với cái nhà xe á, Tứng cũng quen. Nên là Tứng biết số điện thoại Honda ôm, ông gửi trên đó đó. Biết số điện thoại Honda ôm của nhà xe á. Rồi lên đó là Tứng ghi địa chỉ rồi ông chạy lại chỗ đó, nó ông giao cho bà con à. Còn trên Bình Dương Tứng đâu có biết ai chạy đâu. Nên đi á bà con, Tứng đưa cái số xe đò Bình Dương cái bà con của bác đón, canh đón. Mà nó đi nó đến chỗ là buổi trưa đó. Tứng nghĩ lúc đó chắc bà con cũng làm việc nghỉ trưa rồi, chắc cũng dễ lấy. Rất là nhiều. Còn bà con nào ở xa hơn á,
tính chỉ gỡ được tới Sài Gòn, còn vụ có bà con nào anh em chị em gì á đến Sài Gòn á thì nhận giùm rồi gỡ qua xe khác, chứ này là gỡ xe đò nghe, chứ mình đi xe shipper là không được, xe đò nó nhanh. Nhưng thì chút về tính quay cho bà con bác xem, tính đóng thùng kỹ lắm, tính bỏ cục nước đá lên, tính lấy lá chuối tính lót lên, tại tính sợ rau dừa mà đụng với cục nước đá nó bị nám, để tính lót lá chuối, tính gửi rau cục nước đá vô, lót lá chuối lên, rồi để rau dừa lên đừng cho nó đừng có héo cho bà con, tính đóng kỹ lắm. Gỡ tới chỗ mà tốn công tốn đủ sứ chứ mà héo cây uổng lắm, sử dụng được uổng lắm. Quê em là mùa nước lũ mà con thấy không, nước lũ về đó, nước lũ về cái mấy rau này nó vượt 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 lên nè. Thì đi thì xin hẹn gặp lại bà con những cái clip tiếp theo, có gì sẽ thông báo cho bà con biết. Giờ em phải tắt tắt máy để cho cái người quay phim hái phụ. Hôm nay tới 5-6 thùng mà mình em chắc em ngủ đây luôn ạ. Thôi tạm biệt bà con cô bác ha, hẹn gặp lại.